Chào mừng các bạn đến với buổi tham quan mô phỏng mô hình phòng e-learning của chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam cùng phối hợp với trường cao đẳng nghề An Giang. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyệt Linh và sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi tham quan ngày hôm nay. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm của chính phủ. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi số được xem là một trong hai giải pháp mang tính chất đột phá nhằm góp phần nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo, tăng tính mở và linh hoạt cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác giữa chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi số là lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên mới và trọng điểm trong giai đoạn 2020-2024. Chương trình đã hỗ trợ đối tác giáo dục nghề nghiệp về tư vấn chiến lược và chính sách, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nói chung và 11 trường cao đẳng đối tác nói riêng. Cùng với các chuyên gia, chương trình tư vấn cho các đối tác mô hình hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 6 hợp phần: nội dung giáo dục và đào tạo, phương pháp dạy và học, cơ sở hạ tầng, nền tảng và học liệu số, giảng viên và sinh viên số, quản lý và quản trị số, và cơ sở hành lang pháp lý cho chuyển đổi số. Vào năm 2020, chương trình đã hỗ trợ 5 trên 11 trường đối tác xây dựng phòng e-learning. Đến năm 2021, 6 trường đối tác còn lại đang được hỗ trợ các thiết bị và phần mềm cần thiết để hoàn thành phòng e-learning phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường. Phòng e-learning được xây dựng nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất và khai thác học liệu số, có phần đổi mới nội dung đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên và người học, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng 11 trường đối tác. GIZ và trường đối tác đã thảo luận và thống nhất phòng e-learning nhằm phục vụ 4 chức năng căn bản sau đây. Một là quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu, bài giảng số phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của trường đối tác, đóng góp và chia sẻ cho kho học liệu số dùng chung cho giáo dục nghề nghiệp. Hai là triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các ý tưởng đổi mới và sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại trường đối tác. Ba là tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên và người học về năng lực số và phương pháp sư phạm số. Bốn là hỗ trợ hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao hình ảnh nhà trường và vị thế của giáo dục nghề nghiệp trong xã hội. Trong quá trình thực hiện, GIZ xác định rõ vai trò bao gồm hỗ trợ các thiết bị và phần mềm sản xuất học liệu, mời chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt, tư vấn mô hình vận hành, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động gắn với phòng e-learning, hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực số, phương pháp sư phạm số, là cầu nối hỗ trợ chuyển giao các công nghệ mới, ý tưởng đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Đức cho các trường đối tác khác, và giám sát hiệu quả hoạt động. Với sự hỗ trợ của GIZ, các trường đối tác cam kết phân tích hiện trạng, xác định nhu cầu và đóng góp đầu tư đối ứng cho dự án, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động gắn với kết quả đầu ra cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tối đa của phòng e-learning, bố trí nhân sự chuyên trách phụ trách hoạt động phòng e-learning, thúc đẩy việc chia sẻ và dùng chung nguồn học liệu số, bài học kinh nghiệm trong cộng đồng 11 trường đối tác và rộng hơn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với GIZ giám sát và đánh giá định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động phòng e-learning. Với kinh nghiệm hỗ trợ triển khai phòng e-learning tại 5 trường đối tác năm 2020, chương trình xin chia sẻ mô hình mẫu phòng sản xuất học liệu tại trường cao đẳng nghề An Giang, một trong những trường đối tác của GIZ. Phòng bao gồm 2 khu vực kỹ thuật và khu vực quay phim. Khu vực kỹ thuật dùng để điều khiển phòng quay phim và xử lý hậu kỳ của sản phẩm. Khu vực này được trang bị máy tính, bàn mixer, tai nghe. Khu vực quay phim được trang bị máy quay, máy ảnh, máy nhắc chữ, phông xanh,
và hệ thống đèn chiếu sáng. Hệ thống đèn chiếu sáng gồm 3 thành phần: chiếu phía trước, chiếu từ trên xuống và chiếu phông nền. Hệ thống đèn chiếu sáng quyết định chất lượng của các đoạn phim quay, do đó người xây dựng học liệu cần phải biết cách chiếu sáng nền để xóa phông một cách hiệu quả hơn. Máy quay và máy ảnh được set up tại hai góc chính: góc quay toàn cảnh và góc quay cận cảnh người dạy. Khu vực quay phim nên sử dụng tường cách âm để không bị ảnh hưởng chất lượng âm thanh. Màu tường nên tối để dễ kiểm soát ánh sáng. Phông nền cần được bố trí theo kiểu chữ U. Điều này giúp thuận tiện trong việc xóa phông và hỗ trợ cho việc dội âm bên trong tường. Ngoài các thiết bị, phòng e-learning còn được trang bị thêm hai phần mềm Storyline và Adobe Captivate. Đây đều là những phần mềm chuyên biệt giúp xây dựng học liệu số có sử dụng công nghệ AI nhằm tăng tính tương tác, giúp nhà trường có thể xây dựng tài liệu tự học cho sinh viên. Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu một số thiết bị số và phần mềm cơ bản. Một hệ thống phòng e-learning hoàn thiện còn có nhiều các thiết bị khác. Để tìm hiểu thêm thông tin và hướng dẫn, chúng tôi xin mời các bạn tham quan mô hình mô phỏng phòng e-learning bằng công nghệ 3D bằng cách truy cập đường link ở cuối video tham quan này. Cuối cùng, chúng tôi xin phép chia sẻ thông điệp. Chuyển đổi số bắt đầu từ những công việc mang tính chất đột phá. Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam nhận thấy, phòng e-learning đóng vai trò quan trọng trong sản xuất học liệu số, nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm số, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ đổi mới bài giảng, đồng thời cũng góp phần truyền thông, nâng cao hình ảnh và vị thế của nhà trường và giáo dục nghề nghiệp. Đây đều là những vấn đề mang tính chất then chốt. GIZ chú trọng hỗ trợ xây dựng phòng e-learning với mong muốn góp phần tạo sự thay đổi căn bản và bền vững trong quá trình chuyển đổi số cho các trường đối tác. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình tham quan trải nghiệm này.